Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, tháng 8 âm lịch năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, tháng 8 âm lịch sẽ giúp quý vị biết được những điều tốt xấu xảy đến với mình trong tháng 8 này. Từ đó sẽ có những phương án chuẩn bị kỹ càng để có thể phòng tránh hoặc hạn chế được những điều không may, giúp gia chủ hạn chế tối đa được những hao tổn không mong muốn. Phần luận tử vi của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 đã được tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt. Trong chương trình, mọi người có thể biết rõ được bức tranh toàn cảnh về vận hạn của mình, đường tài lộc, công danh, sự nghiệp cũng như tình duyên, gia đạo, sức khỏe. Qua đó, mọi người có thể xác định được những hướng đi đúng đắn, biết thời cơ, nắm lấy cơ hội để thay đổi vận mệnh. Cụ thể chi tiết các hung nạp vận của tuổi Ất Sửu tháng 8 âm lịch sẽ ra sao? Mời quý vị hãy theo dõi chương trình. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ, mọi người đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, mời mọi người đến với những chia sẻ cụ thể. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Ất Sửu sinh năm 1985, tháng 8 âm lịch năm 2021. Người tuổi Ất Sửu 1985 mệnh hải trung kim, tính cách sôi nổi nhiệt tình, cuộc sống cũng luôn bận rộn với rất nhiều màu sắc. Họ có nhân duyên vô cùng tốt, được rất nhiều người quý mến và giúp đỡ tận tình. Thời trẻ, họ may mắn được sống trong cảnh sung túc. Tuổi trung niên, mọi thứ đều ổn định, từ sự nghiệp tới gia đình đều không có gì phải lo lắng nhiều. Người này có tuổi già an nhàn, hưởng phúc lộc trời ban. Trong vận mệnh người tuổi Ất Sửu, có thể một đôi lần gặp tai nạn bất ngờ ngoài ý muốn, song thương tật đều không quá nghiêm trọng. Khi tiếp xúc với người khác giới nên đặc biệt cẩn trọng. Nam giới nên tránh kết thân với phụ nữ đã có gia đình, nữ giới cũng không nên bầu bạn với đàn ông đã có vợ để không vướng vào nguy cơ trở thành người thứ ba. Ất Sửu thuộc mẫu người cẩn trọng, làm việc gì cũng chu đáo, ít bị sai lầm, đặc tính của Can Ất. Mẫu người trung hậu, thủ tín, cẩn thận trước mọi vấn đề nên thường chậm chạp, cầm tinh con trâu, nhiều bảo thủ nhưng giản dị trong cuộc sống, có tinh thần cách mạng cao độ. Ưu điểm của các tuổi Sửu là tính kiên trì, tinh thần trách nhiệm cao, cân nhắc tỉ mỉ trước khi hành động. Khuyết điểm là rất cố chấp, bướng bỉnh, luôn luôn theo ý kiến của mình, dù được nhiều người có kinh nghiệm nhắc nhở. Ất âm mộc, gặp đinh âm hỏa nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, gia chủ Ất Sửu nếu có cơ hội nên chủ động, chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ Ất Sửu tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tuổi Ất Sửu nằm trong cục diện bán tam hợp nên những người sinh năm 1985 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Tháng 8 âm lịch, tử vi nhắc nhở cần phải cẩn trọng kẻo gặp họa tiểu nhân, công việc bản mệnh đang trên đà tiến triển tốt, vì thế có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Sự nghiệp của người tuổi này có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian tháng 8 âm lịch. Tuy nhiên, bản mệnh sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉn chu trong công việc. Nếu không sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở, lấy mất vị trí của mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Sậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Ất Sửu sinh năm 1985 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng 8 âm lịch, tuổi Ất Sửu không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc, các khoản đầu tư vào thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập.
Tuy nhiên, bản mệnh cũng không nên quá ngông cuồng và lãng phí. Ất Sửu sinh năm 1985 có thể may mắn kiếm được tiền, hiệu năng tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Ngoài ra, bản mệnh giỏi đầu tư vào các dự án tài chính có rủi ro thấp, lợi nhuận thấp, có vẻ không kinh tế nhưng sẽ mang lại thu nhập cao khi được tích lũy đã đến và ở một mức độ nhất định. Khi gia chủ có xu hướng chi tiêu nhiều, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay và cần phải phát triển một kế hoạch tốt để làm cho tất cả hài hòa và đáp ứng. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên cho thời cơ trôi đi quá nhanh, bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Những người sinh năm 1985 sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 8, sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định, tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần vào sức khỏe tốt. Nhưng bản mệnh phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu gia chủ uống, hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bản mệnh tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể. Vì vậy, tốt hơn hết nên cắt đứt, giảm dần giao tiếp xã hội, chăm sóc cơ thể tốt hơn. Bản mệnh cần chú ý về các bệnh dạ dày, đại tràng, cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích để bệnh không nặng hơn. Mệnh chủ Ất Sửu sinh năm 1985 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng theo mệnh chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm của người tuổi này có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của người khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở, hài hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Những người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời. Trong tháng 8 âm lịch, gia đình sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Quý vị thân mến, chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Ất Sửu trong tháng 8 âm lịch. Mọi người hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát, ứng dụng vào cuộc sống để gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ có thể nắm rõ, tránh những trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, tức ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm Sơn Hạ Hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục. Xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, Pha Tý, Tuyệt Dần. Đối với người tuổi Ất Sửu tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 2 tháng 8, tức ngày mùng 8 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Kỷ Mùi, nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch 14 tháng 8, tức ngày 20 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Tân Mùi, nạp âm Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch 26 tháng 8, tức ngày mùng 2 tháng 10 dương lịch, nạp giáp Quý Mùi, nạp âm Dương Liễu Mộc. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Ất Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Sửu tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 7 tháng 8, tức ngày 13 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Giáp Tý, nạp âm Hải Trung Kim. Ngày âm lịch 19 tháng 8, tức ngày 25 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Bính Tý, nạp âm Giản Hạ Thủy. Đây là 2 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu.
họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, gia chủ Ất Sửu phạm Thái Tuế, người xưa có câu Thái Tuế đường đầu họa, phô hỷ ắt hữu họa, ý chỉ Thái Tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi Thái Tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khi gia chủ Ất Sửu sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài Thái Tuế đặt trong ví luôn mang bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Ất Sửu để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi chi tiết của tuổi Ất Sửu 1985 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung, hóa cát, gặp được nhiều may mắn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức giúp mọi người trưởng thành hơn. Vậy nên đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.